Rồi, xin chào các thầy cô. Hôm nay mình là sẽ làm một cái video gọi là chia sẻ một số kinh nghiệm live stream của thầy cô ha. Tại vì thấy thời gian này nhiều thầy cô cũng chia sẻ nên mình cũng mạnh dạn mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình luôn, cũng như là cái góc live stream của mình. Tại vì mình thấy các thầy cô chia sẻ nhiều khi mà thấy cái thầy cô mà không gành về công nghệ là rối quá rối, nên mình chia sẻ cái video này để tiếp tục có những cái video khác hướng dẫn nó chi tiết hơn. Thế thì các thầy cô thấy là mình đang quay bằng cái điện thoại á, cái điện thoại này là mình sử dụng hàng ngày là Note 10 á, Note 10 để mình dạy học nè, để mình quay video, mình edit video, thậm chí tất cả bằng điện thoại. Chứ không dùng máy tính. Máy tính thì nó bất tiện, cái là mình phải đi đâu phải sử dụng máy tính. Ở giờ thì có thấy là trên màn hình điện thoại mình, máy tính của mình nó đang là cái điện thoại đó. Mà đó là cái video mình kết nối không gian trước mình có giới thiệu thầy cô đó, nhưng mà nó chỉ đảm bảo một phần nào của thầy cô nha, nghĩa là cái chất lượng hình ảnh nó không có cao. Ví dụ như nhu cầu của mình livestream thì chắc chắn là sẽ không làm được, không sử dụng được, tại vì nó bị giật lắc, giật lắc. Nhưng mà các thầy cô mà chỉ để mà dạy dạy online thôi thì chắc đảm bảo. Tại vì mình chỉ cần cái thiết bản nhiều khi nó độ trễ một tí, nó độ trễ một tí. Tùy theo chất lượng đường truyền như là tốc độ. Thế thì trước khi mà truyền không dây thì mình cũng có nghiên cứu một số thứ, ví dụ là truyền có dây. Các thầy cô cũng có cái cách rất là đơn giản là cô cài app truyền có dây nó ổn định hơn, gắn như là gắn một cái đầu vô cái điện thoại, một cái đầu vào máy tính, ở vào cổng USB. Đó cũng là cái cách để mà chúng ta kết nối điện thoại nữa đó. Nhưng mà để chuyên nghiệp hơn thì ví dụ là mình đi mình chim game đi, mình chim game mình có nhu cầu cao hơn đó, thì những cái tác vụ nó không đủ, mình phải có cái video card. Thưa cô đây, dù tốn kém tốn kém, ví dụ cái này đó, cái video kẹt để chia sẻ với thầy cô nha. Để thấy nhiều thầy cô hoang mang quá, ví dụ không rành á, giả sử mà muốn chim như mình nhiều á, thầy cô cần có cộng cộng USB nha. Đây nè, đây nè, một cái cục thế này thôi, tại mình sợ nó nóng quá chỗ này nó bị hay lỏng dây mình, nên là mình cố định lại á, không có bằng keo hay xấu thôi ha. Đây, ví dụ cục này là mình mua 398 ngàn, mình cũng ship bên Trung Quốc về đó các bạn. Có một số chimmer thì người ta sử dụng cái cục nó bự to hơn, cái cục nó to hơn. Nhưng mà mình thì mình sử dụng cái này nó đơn giản hơn. Cái này gọi là cái video card, các thầy cô hiểu đơn giản như thế này. Cái cọng này nó sẽ gắn vô máy tính đầu USB. Nó sẽ truyền qua cái HDMI. Từ HDMI này nó sẽ chuyển, có một cổng gắn HDMI giống gắn này. Nó chuyển mình sẽ gắn vô cái điện thoại. Này vô đây. Gắn đây vào đây. Rồi. Còn cái đầu này gắn vô điện thoại thì cô, gắn vô điện thoại á của mình á, mình đang quay cho thì cô đó. Thì mình sẽ nó sẽ giúp là chuyển hình ảnh từ điện thoại sang là máy tính. Như là cái cổng này nó có thể truyền được hình ảnh 4K luôn đó cô, 4K là hoàn toàn là không có độ trễ luôn đó. Nhưng mà đó là cái nhu cầu của các như streamer thôi. Ví dụ mình live game rồi mình cần chất lượng hình ảnh thật là cao, cao chứ không bị lực giật lắc, thì mình bắt buộc phải sử dụng cái này. Hôm trước mình sử dụng cái máy tính nó cùi hơn đó. Máy tính cùi cái thì mình cho con mình rồi. Thì nó mới cần cái đó, thứ nhất là hình ảnh đó, hình ảnh thứ hai là cái âm thanh. Cái âm thanh thì nếu thầy cô không có dùng cao thì mình nói lại, nhưng không có cao thì cô không thể mua gì chứ, thì cô có sử dụng cái điện thoại của mình ghi âm rất là tốt, tại bản thân nó là cái mic thu mà, nó là sử dụng điện thoại mà. Nhưng mà thầy cô yêu cầu cao hơn về chất lượng âm thanh thì cô có thể mua dùng cái này của mình. Cái này của mình như là 200 ngàn thôi, 200 ngàn cũng rất là ok. Nói chuyện học sinh nghe rõ, tại mình cũng có dạy livestream suốt
có lúc dậy lúc không, không phải là chạy suốt nhưng mà mình được tiếp xúc sớm đó, cái này cái mic này đó, như vậy là thiết bị âm thanh đó, âm thanh đưa vào máy tính như là máy tính nó nhận đó. Còn thì cô sử dụng một cái mic điện thoại cũng được gắn vào nó cũng nhận luôn đó, chứ không nhất thiết là thấy cầu kỳ gì hết. Cái tai nghe điện thoại thì cô, tại ngày xưa là sử dụng cái đó không thì cô, rồi ngày xưa là thời kỳ mà mình nhớ hay là 7 là 8 là mình đã sử dụng cái công nghệ mà đưa âm thanh lên máy tính lên mạng, là chỉ sử dụng cái tai nghe Nokia gắn vô là có mic cho nó sẽ được. Bây giờ thầy cô xài mấy cái mic bình thường cũng được, không có công kỳ, không có bình thường. Dù cái này thì ví dụ mình nhu cầu mình cao hơn thì mình phải mua cái này. Dù cái này của mình là có đây, có cái mic, có cái ghi âm, dù cái này của mình mua này. Bây giờ lại chìm này, người cô mình có xem mình thấy mình hay đeo này, tại vì nó tiện lợi. Có một cái là nó mình di chuyển á, mình lắc qua lắc lại, mình ngồi xa xa gì đó mình chồng cái cổ này nè đó, thì mình nói nó gần thế này nè đó, là cho nó tiện thôi. Cái mic này phải gần hơn chút thì nó mới nghe, còn cái này đi gần đi đâu thì nó cũng nghe hết chứ, thì nó tiện cho cái này đó. Thì cái này nó có âm thanh nổi nữa, nên là nó cũng 700.000 thôi, không mắc là mình mua toàn đồ rẻ không á, đồ rẻ nhưng mà nó thấy chất lượng. Ví dụ cái này âm thanh nổi nghe rất hay, nghe nhạc rất hay, mic nghe rất là ổn đó, chỉ 700 thôi là đồ xịn thì nghe đồ tốt đó, thầy con đồ tốt đó nha, chứ không phải là đồ dởm đó nha, đồ tốt đó. Nhưng mà đồ tốt có chọn lọc, mình cũng mua bên Trung Quốc, ví dụ mình mua Smith chẳng hạn, cái tai nghe rất hay đó. Đó chỉ là hai cái dụng cụ chính đó thầy con. Đó còn webcam, cái thầy cô có nhu cầu hình ảnh cao thì thầy cô mua webcam thêm, còn không thì webcam máy tính cũng được đó. Như webcam mình mua là 2K. Nếu mà thầy cô mua đồ chính hãng Logitech hay là này đồ xịn hàng hàng xịn đó, hàng thương hiệu thì nó không mắc. Nhưng hàng mua mà mua thầy mua cô mua Sony thì nó mắc lắm. Hiện này 2K này mình mua cũng có 350, mà cái webcam ok. Cái này thì dạy học thì quá ok rồi, webcam này. Đó. Cái đó là mình mới giới thiệu sơ về cái đưa cái âm thanh và cái hình ảnh lên máy tính. Thầy cô nếu mà thầy cô chỉ dạy học thôi thì chỉ dạy học thôi thì mình nghĩ là cách nói không dây là đơn giản nhất, không dây là đơn giản nhất, và dùng chính cái điện thoại của mình để mà làm cái bảng. Còn có giải pháp tại sao mà mình sử dụng điện thoại mình không có sử dụng cái gì cao minh cái gì thử thầy cô, thì mình đã nói chia sẻ thầy cô đó, tại vì mình cảm giác cái bảng nó to thôi, chứ còn cái điện thoại nó không giống hệt vậy thôi đó. Và S Note thì nó có một cái nhược điểm là cái thanh tiêu đề cho nó to quá, không biết chừng nào mà cái nhà sản xuất người ta mới thay đổi đó. Mình hy vọng người ta sẽ làm thay đổi gọn lại, chứ còn mình nghĩ đi nghĩ lại thì thằng S Note vẫn là nó hay nhất và nó rẻ nhất. Không phải rẻ mà nó miễn phí, nó cho không mà theo điện thoại. Và để giải quyết cái vấn đề cái app đó thì mình có nghiên cứu thêm một số cái app. Hôm qua mình cũng thức tới 4 giờ sáng, bây giờ có 4 giờ sáng để mình nghiên cứu mấy cái app đó, và thấy rất là nhiều cái app hay. Thời gian tới mình sẽ đi chia sẻ với thầy cô những cái app đó, ví dụ là whiteboard nè, ví dụ là có thêm một thằng nó tính tiền nữa, nghĩa là cái màn hình của nó tinh giảm được, nó nghĩa là nó hiểu cái ý định của người dùng đó. Như là mình á, là nó làm cho cái màn hình mình nó ghi nó to hơn, nghĩa là nó bớt biết cái gườm gà, mấy cái thanh tiêu đề bỏ đi, mấy cái lược giảng đi, nghĩa là nội dung ghi nó to hơn. Chứ một cái điện thoại ghi thì nó cũng giống như là cái bảng gì Garmin gì thầy cô hay chia sẻ đó. Lên hả? Sắp tới thì mình có thể là chia sẻ những cái đó, chia sẻ đó kỹ hơn để giúp thầy cô không bị hoang mang. Như là cái viết mình dùng video mình trước nói điện thoại của thầy cô là không có sử dụng Note đó, thì mua cái ví cảm ứng điện dung mấy chục ngàn thôi mình xài. Thậm chí là các thầy cô có thể là chế một cái ví, mình có để cái hướng dẫn trong cái video trước đó, cái một số link đó là có thể chế tự tự tay mình chế cũng được nữa đó. Ngoài ra
để mà livestream hay là sử dụng cái công nghệ của dạy học nó tốt, hay là quay màn hình khi mà nghĩa là quay cái lại cái video mình khi mình dạy học á, thì thầy cô cần phải biết sử dụng OBS hoặc là VMix. Ví dụ đây, mình máy tính mình mở là cái thằng này là OBS đó thầy cô. Thì OBS Studio này thì mình cũng học từ trên mạng thôi, rất là nhiều người ta chỉ, người ta chỉ miễn phí. Đã vô đây, đây OBS của mình mở máy tính cho thầy cô xem nè, đó như vậy là rất là dễ, rất là dễ nha. Thầy cô không biết thì có thể cô có thể xem video, không thì mình có thể làm những video hướng dẫn live stream chẳng hạn cũng được, tại vì mình đã làm rồi thì tất nhiên là có kinh nghiệm hơn và tránh vấp phải những người mới làm bị cực lắm, mới làm cực lắm các thầy cô, như là mới đi tìm hiểu cái về cái cách thức làm, nó nhiều người ta nói mình hoang mang mình không hiểu, nhưng mà khi mình đã hiểu rồi rất là dễ. Thật ra những cái này thì mình cũng biết lâu rồi, mình cũng ngại chia sẻ lắm, tại vì nhiều người cứ nghĩ là ví dụ mình mua máy hay thế này thế nọ mình cũng ngại, nhưng mà hiện tại thấy nhiều thầy cô cũng cần nên mình cũng mạnh dạn chia sẻ, và cái cách chia sẻ mình là cái cách của chia sẻ lại thôi thầy cô, đúng không? Nghĩa là cái nhà lá vườn nó biết sao nó như vậy, hiểu sao nó như vậy, đôi lúc là nó cũng hơi gườm gà, nhưng mà mình cố gắng mình diễn đạt thế nào cho thầy cô hiểu để mình dễ làm. Đó này là OBS nè, có thầy cô mà muốn quay quay live stream chẳng hạn, hay là quay lại màn hình mình đang sử dụng, hay là mình chia sẻ màn hình cho học sinh, kết hợp nhiều màn hình thì OBS rất là tốt, rất là nhẹ. Còn thầy cô muốn chuyên nghiệp hơn thì cô sử dụng màn hình VMix, tuy nhiên mà máy yếu yếu thì chạy thằng VMix này nó hơi cực đó. Đó, dùng quạt mình nó bật lên, bắt đầu nó bật lên, bật lên ví dụ VMix. Thì nó chuyên nghiệp hơn, VMix này có thể là biên tập video, làm có thể mình thấy như là phóng sự được thì con chất lượng lại rất là tốt đó. Anh làm VMix này thì nó sẽ xịn sò hơn, nó mạnh hơn. Mình cũng có nghiên cứu, mình biết sử dụng phần VMix này luôn rồi, nó cũng gần tương tự như OBS nhưng mà nó hay hơn, nó làm giống như một cái bản tin thời sự vậy đó. Đó mình đóng lại cho bớt, tắt bớt cái quạt này, ồn quá. Đó, những cái thứ mình chia sẻ thầy cô. Ví dụ mình là khi mà dùng thêm một bộ đồ nghề chẳng hạn, cái này đi, cái này là cái gimbal, nãy giờ thầy cô thấy này là cái gimbal khi mình quay video đó, mình hay bị rung lắc, thì con này nó hỗ trợ nè, con này là để mình quay phim đó, quay video. Cái thầy cô mà xem trong cái kênh của mình thì mình quay tùm lum, nhưng tại mình thích quay video, mình quay tùm lum tùm la chứ chủ yếu là làm kỷ niệm nên lượt view nó không được cao lắm. Nhưng mà thôi cũng chẳng có quan trọng gì, còn giờ sự video này có nhiều thì cô biết hay không biết chẳng hạn, thì mình nói ra cái bước chia sẻ là chủ yếu, chia sẻ cái những khó khăn khi làm là mình cũng có thể tự tin giúp đỡ các thầy cô. Và chốt lại cái việc là dạy học online, mình không phải chê hay là mình đánh giá thấp gì đó, hay các phương pháp thầy cô khác, nhưng mình không có, hoàn toàn không có nha. Những cái cách thầy cô đưa ra khác cũng đưa ra rất là hay, nhưng mà đối với mình như vậy thì nó phát sinh chi phí hoặc là tốn kém, đối với thầy cô mà chi phí thấp nha. Thì mình nghĩ theo cô thì theo mình nghĩ đối với thầy cô mà muốn chi phí thấp nhất vẫn là cái nó không dây, hoặc là có dây chỉ cần một cái cọng cáp thôi, một cái cổng cáp sạc điện thoại của thầy cô đó, một đầu gắn USB, một đầu gắn điện thoại là mình cứ chia sẻ lên máy tính được, và dùng chính cái điện thoại của mình để mà mình vẽ vời trên đó, nghĩa là nó giống cái bản Garmin đó thầy cô hay chia sẻ hiện tại đó, mình đảm bảo không thể nào mà bằng cái điện thoại mình được, không đảm bảo, tại điện thoại của mình đã tích hợp rất quá nhiều thứ, nào là các cái phần mềm bản whiteboard hay là S-Note gì đó của Samsung chẳng hạn, hay rất là nhiều phần mềm khác mình sẽ chia sẻ tiếp theo, nào là đọc được file PDF, nào là rất là nhiều, thì mình chắc chắn một điều rằng là cái điện thoại nó sẽ hơn hơn hẳn.
nhưng mà không hiểu là cô tại sao phải đi mua cho tốn tiền mà vẫn phải kết nối đó. Cái đó là mà mình thấy là mình có thể tiết kiệm được cái phần việc đó đó. Và những cái mà thậm chí một mình cũng đã làm một cái video dạy học mà không cần máy tính cho thầy cô xem nữa. Ví dụ mình chính cái điện thoại này chia sẻ cái màn hình rồi sửa bài tập cho nó luôn, làm cho nó luôn, và dạy online mọi lúc mọi nơi không cần máy tính. Nhưng mà cái đó nó có một cái nhược điểm là thầy cô khó quan sát được lớp học của thầy cô, tại lúc nào cô chia sẻ màn hình thì cô không có thấy được cái những học sinh trong lớp. Nhưng mà có thể khắc phục một cách, nó là lấy một mượn một cái điện thoại khác, hay lấy một cái điện thoại khác để mình quan sát cái tình hình trong lớp đó, chẳng hạn vậy đó. Rồi qua video này cũng hy vọng là giúp cho thầy cô có thể tự tin hơn khi mà mình làm dạy học online hay là livestream. Các thầy cô nếu mà có khó khăn gì có thể là inbox cho mình hoặc là bình luận dưới video, hoặc là inbox vào cái Messenger, mình sẽ trả lời tất cả và hướng dẫn nha. Rồi xin cảm ơn thầy cô đã xem video. Thế nếu video này hay thì cô sẽ hãy like và đăng ký giúp mình với nhé. Rồi xin chào.